Thưa quý vị, xuất phát từ niềm đam mê, yêu thích với những món salad rau củ quả Đà Lạt, cùng với mong muốn để nhiều người xung quanh có thể thưởng thức được những rau củ quả tươi ngon, những năm qua, chị Lê Thị Thủy ở phường An Tảo, thành phố Hưng Yên đã tự mày mò, thuê đất và kiên trì thử nghiệm đưa nhiều loại rau củ quả hay có tại Đà Lạt đưa về trồng trên đất Hưng Yên. Măng tây, lá é, rau mầm, cải chua, scoro, gân đỏ là một số loại rau hiện đang cho thu hoạch trong vườn của chị Thủy. Vốn là viên chức đang công tác tại trường tiểu học An Viên, huyện Tiên Lữ, sống trong thành phố nhưng lại có niềm đam mê bất tận với các loại rau salad. Chị Thủy vừa tận dụng nhà đất của người quen, vừa phải đi thuê vườn để trồng rau củ quả. Mình cũng thấy chị em trong cơ quan rồi là trong khu gần nhà mình là cũng muốn sử dụng những cái loại rau này. Mà ở đây mình không có cho nên là mình muốn là đưa về để phục vụ bản thân mình này trên hết. Xong đấy là chị em cùng dùng cho nó tươi. Hơn 4 năm kể từ ngày đầu tiên mỏ mẫm tự gieo trồng rau mầm salad. Hơn 1 năm kể từ ngày chính thức thuê một số miếng đất để hiện thực hóa ước mơ vườn rau Đà Lạt ngay tại Hưng Yên. Chị Thủy đã có cho mình một số mảnh vườn tại thành phố Hưng Yên, huyện Kim Động và cùng với em gái xây dựng vườn măng tây tại Hải Dương. Các loại rau trong vườn được chị Thủy thường xuyên đa dạng hóa, luân phiên cho thu hoạch, được rất nhiều người ưa chuộng, yêu thích. Bước đầu đã có một số nhà hàng tại Hưng Yên đưa các loại rau trong vườn của chị vào chế biến các món ăn phục vụ khách hàng. Mình thì đã được trải nghiệm một số các loại rau ở vườn nhà chị Thủy, ví dụ như là các loại rau để làm salad này hoặc là măng tây. Thì cảm nhận của mình là rau có cái độ tươi ngon rất là khác so với việc là mình mua từ chợ hoặc là mua ở nơi khác về. Bởi vì là mình ăn sống luôn mà, mình không qua chế biến, cho nên là cái vấn đề mà an toàn thực phẩm ấy là được mình đặt lên hàng đầu. Mình dùng thì nhà chị Thủy chắc được tầm hơn một năm rồi, năm rưỡi rồi. Mình cũng đã đến vườn nhà chị tham quan mô hình, mình thấy là cái độ tươi ngon và sạch ở trong cái rau nhà chị là mình rất ưng ý. Hiện giờ thì mình cũng đang có em bé và mình càng tin dùng vào cái sản phẩm của chị và xác định là sẽ sử dụng lâu dài. Thành công bước đầu với một số khu vườn rau Đà Lạt, chị Thủy đã tiếp tục thuê thêm đất trồng hơn 1.000 gốc nho tại huyện Kim Động, mở rộng vườn rau, vườn măng tây tại xã Phương Triều, thành phố Hưng Yên. Tại những khu vườn của mình, chị Thủy luôn sẵn sàng chào đón mọi người, đặc biệt là những gia đình có trẻ nhỏ tới tham quan trải nghiệm, cùng thu hoạch và thưởng thức các sản phẩm rau sạch giàu dinh dưỡng tại vườn.